Trời ơi, anh nói mà cưng không hiểu ý anh hả? Nói chung là anh muốn giấu vợ anh. Anh không cho vợ anh biết chuyện này mà. Tất nhiên là anh sẽ bù đắp. Anh muốn bù đắp để anh chuộc lại những lỗi lầm của mình. Cưng hiểu ý anh không? Ok, cứ ráng làm tốt, làm hết sức mình đi rồi anh sẽ thưởng thêm cho cưng. Có gì ngày mai anh sẽ qua gặp cưng, rồi mình bàn sâu hơn, mình kỹ hơn về cái vấn đề này. Ok, rồi rồi, thôi thôi, chúc cưng ngủ ngon nha. Ok, anh ngủ ngon. Rồi, anh chào cưng nha. Nhớ, anh đang giấu vợ anh, cho nên là không tiết lộ cái gì. Chỉ có hai đứa mình biết thôi, nha. Chào em. Trời ơi, nhiều chuyện chi bây giờ, nghiệp nó quật lại nè trời.